Dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh không đi du lịch xa mà chọn Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm điểm đến để vui chơi. Hàng nghìn người dân đổ về Thảo Cầm Viên vui chơi dịp giỗ tổ Hùng Vương. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người đến đây tham quan. Tình trạng đông đúc quá tải được ghi nhận tại các điểm giữ xe, cổng bán vé và những cổng chính và vườn thú. Theo nhiều gia đình, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không lựa chọn đi chơi xa mà muốn lựa chọn một địa điểm vui chơi có không khí thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên như ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn để đưa con nhỏ đi chơi. Càng về trưa, chiều, lượng người đổ về đây chơi lễ càng đông. Nhiều gia đình cố chen chân nhưng không vào được khu vực bên trong Thảo Cầm Viên, đành quay xe ra về.